Xin chào quý vị đang quay trở lại với kênh bán hàng của Salon ô tô Femica Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Và quý vị có thể kết nối hoặc gọi cho em ra số hotline 0978 607 555 xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết, báo giá và giới thiệu tổng quan chiếc xe Hyundai i20. Xe này thì sản xuất 2016, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này đang mang biển số 99A16128 và giá đang được chào bán tại Salon ô tô Femica Hải Dương là 510 triệu. Xe cam kết không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ xung quanh tre còn nguyên. Hyundai i20 đi khá là tiết kiệm nhiên liệu. 100 km đường hỗn hợp thì tiêu hao khoảng tầm 6 lít xăng thôi. Trên xe thì trang bị khá nhiều option: màn hình cam lùi, cảm biến sau, đề nổ thông minh start-stop, xi nhan tích hợp trên gương, đèn bi xenon. Đây, nội thất ghế da, nội thất nỉ hai màu. Đề nổ thông minh start-stop, màn hình điều hòa tự động. Xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và là phiên bản hatchback một đầu. Lốp theo xe của nguyên. Xe chạy khoảng tầm 4 vạn km. Khoang hành lý khá là rộng, đủ chỗ cho cả một gia đình đi du lịch, đi chơi. Bao nhiêu nhỉ? 18 kính chỉnh điện, cụm điện, vô lăng tích hợp rất nhiều các nút điều chỉnh đa chức năng. Quý vị nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ cho em số hotline 0978 607 555. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là 510 triệu, đời 2016.